Mương kiểu bố chồng ở phim Việt, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị trở thành nỗi ám ảnh của các nàng dâu. Chào mừng bạn đến với tin tức, nơi có thể làm bạn đã cái như vì sắp dìm idol ai đó. Ngoài mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, phim Việt hiện nay cũng đang xoáy sâu vào hình tượng các ông bố chồng. Thường thì giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ có những xung đột khó có thể giải quyết. Còn nói về mối quan hệ bố chồng, con dâu, phần lớn khán giả sẽ cho rằng đó là một mối quan hệ chung sống trong hòa bình. Tuy nhiên, không phải nhà nào cũng có bố chồng quốc dân đâu ạ. Mỗi bộ phim sẽ cho người xem thấy một hoàn cảnh khác nhau của các nàng dâu khi sống chung với bố chồng. Ông Toại trong gia đình mình vui bất thình lình, một người bố chồng vui tính. Ông bố chồng mới nhất và đang chiếm sóng màn ảnh Việt là ông Toại do nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình đảm nhận trong phim Gia đình mình vui bất thình lình. Theo dõi phim thì thấy ông Toại đích thị là một hình tượng bố chồng hiền lành, vui tính và cực kỳ dí dỏm đấy nhé. Dù đã có cháu nội nhưng ông Toại vẫn mang tâm hồn thanh niên với sở thích, thói quen cực kỳ gần gũi cùng ba cậu con trai. Để ý mà xem, ông Toại trong phim luôn coi vợ là nóc nhà, luôn nhún nhường vợ, những công việc lớn đều để vợ làm và quyết định. Chính vì thế mà ông cũng dễ dàng cảm thông với ba cô con dâu khi phải sống chung dưới một mái nhà. Ông không hề soi xét, hoạnh hoẹ hay bắt con dâu phải thế này thế kia cho đúng gia phong lễ giáo, mà rất cởi mở, thoải mái. Khán giả đã thực sự bị thu hút bởi câu chuyện gia đình thú vị, dễ thương và mang lại nhiều tiếng cười vui vẻ trong bộ phim này đấy ạ. Cũng khá lâu rồi, màn ảnh Việt mới có một ông bố chồng tương tự đến như vậy. Ông công trong Dưới bóng cây hạnh phúc, người bố chồng của Hủ, trái ngược ông Toại. Nhân vật ông công do nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị đóng trong bộ phim Dưới bóng cây hạnh phúc lại là một bố chồng cực kỳ khó ưa. Còn nhớ rất rõ hình ảnh ông bố chồng gia trưởng, hà khắc và luôn xét nét con dâu đủ điều. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị đã rất thành công ở vai diễn này và biến hình ảnh ông công trở thành nỗi ám ảnh của các nàng dâu đấy ạ. Vợ ông công mất sớm, để lại ông cảnh gà chống nuôi ba cậu con trai sống không hòa thuận, thân thiết cho lắm. Khán giả xem phim mà thấy rất tội nghiệp cho dâu thứ nhà ông công khi luôn phải chịu đựng mọi uất ức từ chồng, bố chồng, thậm chí cả nhà chồng luôn. Ông công của Hủ luôn muốn con dâu mình phải tuân thủ đúng nguyên tắc dâu hiền, vợ thảo, phục tùng nhà chồng không được cãi nửa lời. Càng xem phim càng thấy ông công quả là bố chồng khó tính. Từng lời nói đá xoáy mỉa mai, ánh mắt lườm nguyết của ông công dành cho con dâu khiến người xem thấy ám ảnh luôn. Hình tượng bố chồng ghê gớm hơn cả mẹ chồng thế này, chắc có lẽ phim Việt mới chỉ có Dưới bóng cây hạnh phúc xây dựng được mà thôi. Ông Phương trong Trở về giữa yêu thương, người bố chồng khổ tâm, không vui tính như ông Toại, cũng chẳng hà khắc như ông công. Ông Phương do nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đảm nhận của Trở về giữa yêu thương phần 1 lại là bố chồng có nhiều nỗi lòng và tâm sự. Ông Phương là một người cẩn thận, chu toàn, có đôi phần kỹ tính nên khiến con dâu cảm thấy bị gò bó. Đây cũng là lý do khiến con trai và con dâu quyết định chuyển ra ở riêng. Đó là điều mà ông Phương không hề muốn, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Nhiều khán giả xem phim thấy nỗi buồn chất chứa trong lòng người bố chồng này quả là rất nhiều. Ông không nói ra và cũng chẳng biết phải hành động thế nào, nhưng thực sự ông rất thương con cái và luôn muốn chúng sống cùng mình, không quát tháo, la mắng mà ông chỉ quan sát sau đó góp ý cho con dâu. Tuy nhiên, cách góp ý ấy lại khiến con ông cảm thấy khó chịu và phiền phức. So với những ông bố chồng trong phim Việt, có lẽ ông Phương là người khổ trong tâm nhất. Ông Luật trong Về nhà đi con, người bố chồng tâm lý, cũng là một vai diễn bố chồng của cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng được khán giả yêu mến, đó là ông Luật ở Về nhà đi con. Còn nhớ tại thời điểm phim lên sóng, ông Luật từng được khán giả đóng mác cho danh hiệu bố chồng quốc dân đấy nhé. Ông luôn biết cương nhu đúng lúc để đưa gia đình vào kỷ luật nhưng không quá cứng nhắc đâu ạ. Càng xem phim sẽ càng thấy ông Luật đích thị là một người chồng biết lắng nghe, một ông bố mẫu mực và là bố chồng tâm lý. Với cậu con trai lêu lổng, ham chơi, ông trở thành một người bố nghiêm khắc nhưng với con dâu ông lại vô cùng tâm lý nhằm gắn kết cuộc hôn nhân giữa hai con. Dù không xuất hiện nhiều nhưng mọi lời nói, cử chỉ hành động của ông Luật đều xứng đáng là một ông bố chồng mà cô con dâu nào cũng ao ước. Mỗi bộ phim đều xây dựng hình tượng bố chồng khác nhau, những tính cách ấy đều xuất phát từ thực tế chứ không đơn giản chỉ là phim ảnh thêu dệt lên. Còn bạn ấn tượng nhất với ông bố chồng nào?